Khi mà các bạn xem những cái thước phim này, chắc chắn là các bạn sẽ nhận ra người cô giáo của mình cách đây 20 năm, cô Thủy Dạy Văn. Xin chào cô. Cô chào em. Dạ, rất là cảm ơn cô đã nhận lời để mà trả lời phỏng vấn cho khóa tụi em cho cái ngày 20 năm ngày trở về này. Cô Thủy công tác trường Tư Nghĩa 1 tổng thời gian cho đến khi cô nghỉ hưu là bao lâu ạ? Cô khoảng trên 29 năm, gần 30 năm. Cô về sớm 2 năm. Dạ, nhưng mà từ khi cô ra trường là cô về đây luôn? Đúng rồi. Dạ. Một ngôi trường Tư Nghĩa 1 thôi. Dạ. Có nghĩa là cô có rất nhiều cơ hội đi các trường khác. Dạ. Ví dụ như là về Trần Quốc Tuấn hay là về Lê Khiết. Dạ. Nhưng mà sau đó thì cô chọn Tư Nghĩa 1 bởi vì là cái đội ngũ giáo viên đó, đồng nghiệp bạn bè rất là ok. Còn về học trò thì thôi khỏi nói luôn, rất chi là tình nghĩa. Bây giờ khi sau khi cô về hưu và cô thấy những cái người mà họ cũng về hưu như mình, dạ, họ làm các nghề khác thì nói chung là khi họ còn đương chức thì người nọ đón đưa này kia, nhưng mà khi về hưu rồi thì rất là ít. Còn mình thì cứ Tết nhất là học trò Sài Gòn, Đà Lạt đi xe con về, và điều đó không đã cảm thấy tự hào với hàng xóm láng giềng rồi. Cái đó mình có thể gọi là đặc quyền, là ân huệ của nghề làm nhà giáo của nhà. Đúng rồi, đó là hạnh phúc của nghề giáo. Hạnh phúc cô nghĩ của cái hậu, cái hạnh phúc của nghề giáo. Nhưng mà suốt thời gian cô công tác tại trường Tư Nghĩa 1 á, ngôi trường này, học trò ở đây, đồng nghiệp ở đây cho cô điều gì? Ngôi trường này, học trò ở đây cho cô cái điều cô cảm thấy là rất là vui vẻ và hạnh phúc. Nhiều khi cô nghĩ rằng là đôi khi mình hồi đó mình không chọn sư phạm, mình đi cái ngành khác, có thể là mình sẽ giàu hơn. Nhưng mà về cái tình cảm, về cái tình nghĩa thầy trò thì không bao giờ bằng cái trường Tư Nghĩa 1 được. Bởi vì cái ngôi trường này cô thấy là học trò rất là tình nghĩa. Đặc biệt là những cái lứa mà kiểu như là lâu trước đây đó, cô nhớ có một năm, có cái năm đó là khi mà cô cho cái môn tiếng Việt đó, môn văn đó, thì cô có làm bài thì cô cho 10 điểm, cái em với cô cho 10 điểm. Cái thầy Huỳnh Anh mới gọi cô lên, bảo chứ tại sao mà em chấm văn mà em cho 10 điểm, anh không chấp nhận. Xong rồi cô mới bảo là không, tại vì trong cái lớp này là cái em này em rất là trầm, em không có nói gì hết á. Nhưng mà hôm đó làm một cái câu đại khái là có một cái bài tiếng Việt rất là khó, thì em này em trả lời được. Và hôm nay làm cái bài tập tiếng Việt này cũng rất khó, thì không có ai được 9, được 8 hết, mà cái em này em làm được cái câu tiếng Việt đó, nên là cô cho 10 điểm. Thì thầy bảo là tự vì hôm đó cô cho bình cái câu mà quanh năm buôn bán ở mong sông, nuôi đủ 5 con một chồng, chỉ có hai cái câu đó có 2 điểm thôi, còn đâu bài tiếng Việt là 8 điểm. Nên là thầy Huỳnh Anh bảo là thôi anh chịu em. Tức là trong cái khi chấm điểm thì cô nghĩ là nên động viên học trò. Bởi vì em mới trầm, ví dụ như những em khác mà học giỏi thì không nói gì, còn em này rất là trầm, mà bây giờ em đã cố gắng em thể hiện như vậy thì cô nghĩ là nên khuyến khích động viên em. Em cũng muốn hỏi thêm cô Thủy là trong quá trình mình giảng dạy, mình giáo dục một con người á, thì cái cách mình động viên, mình khích lệ, mình khuyến khích để người ta tiến về phía trước thì cô làm như thế nào? Để mà động viên khuyến khích thì trước tiên là cô tìm hiểu cái hoàn cảnh gia đình em đó. Ví dụ như trong lớp có những em mà hay đi trễ, hoặc hay đi trễ, thì cô mới xem thử. Nếu như nhà em ở xa, em biết rồi, hồi xưa đường xá thì rất là đi khó khăn. Ví dụ như nghĩa gần bên đây mà trời mưa nữa thì rất là khó. Nên là đầu tiên là cô tìm hiểu cái hoàn cảnh, rồi sau đó là cô sẽ tìm cái cách nào đó để vừa dạy vừa dỗ. Có nghĩa là nên động viên khuyến khích em đó, để cho em đó thấy là có cái chỗ tin, cô giáo tin tưởng mình thì rồi cô động viên mình thì mình sẽ cố gắng mình tiến lên. Cô Thủy về hưu là tới đây là bao nhiêu năm rồi cô hả? Cô về cuối năm 2016. 2016, ồ cũng lâu rồi. Hôm nay là 89 năm rồi đó. Chừng đó thời gian rời bục giảng thì cô làm gì ạ? Rồi cuộc sống cô ra sao? Nói chung là sau khi mà nghỉ hưu ở trường đó, thì cô cũng có tham gia cái đội dưỡng sinh của phường. Rồi là bây giờ thì cứ sáng là cô ra quảng trường cô khiêu vũ, thể thao, còn chiều thì cô đi tập yoga. Nói chung là chủ yếu là chăm sóc sức khỏe. Rồi thỉnh thoảng ví dụ trong trường có những cái dịp mà ví dụ như mùng 8 tháng 3 hoặc là khai giảng bế giảng gì đó, 20 tháng 11 mà các cô vào trong trường thì các cô lại vào để gặp học trò. Các bạn thấy là một lối sống sau khi mà rời bục giảng á, yoga này, thể thao này, nói chung là tinh thần, thì nhìn cô ở độ tuổi này da dẻ rất đẹp,
và một cái thần thái rất tươi trẻ. Quá trình giảng dạy của cô cho đến bây giờ luôn đó cô, thì chắc là cô cũng tham gia rất là nhiều cái buổi lễ mà họp mặt 20 năm, 25, 30, 35, 40. Đúng rồi. Khi mà cô tham gia những cái buổi họp mặt như vậy đó, thì cô thấy như thế nào? À, cô thấy một điều rất là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc luôn. À, và cô nghĩ đó là cái hậu của nghề giáo. Ví dụ như năm ngoái 2003 thì trong đó có năm ngoái là cô dạy cái lớp của chị Phan Trần Thi Nhi, là chị của bạn Di đó, của cái khóa này này. À, thì cái chị Nhi đó là học giỏi văn. Và mặc dù cô chỉ là giáo viên bộ môn thôi, nhưng mà cô trò lại rất thân thiết. Năm ngoái thì cô đã lên trên được em Nam em phỏng vấn, và cô cũng kể về cái kỷ đó. Niệm à, về cái câu chuyện đó. Có nghĩa là chị này chị học giỏi, và sau đó thì cái thi học kỳ 1 thì chị bị chị có 5 điểm rưỡi thôi. Là do là chị một tuần chị đi ra ngoài Lê Khiết để chị ôn học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Và cái tuần đó thì cô lại dạy vợ chồng A Phủ, và đến khi ra học kỳ 1 lại trúng cái bài đó luôn. Vào văn vẻ chị học sinh giỏi văn mà viết ok lắm. Nhưng mà khi mà cái đề là phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật Mỹ khi cứu A Phủ, thì chị cái độ chỗ đó chị lại làm nó không được sâu lắm. Nên là khi mà nghe chị 5 điểm rưỡi là cô không tin. Cô phải lên, cô nhờ thầy Huỳnh Anh cho cô mượn cái phách và cô tìm lại cái bài của chị Nhi. Và sau khi tìm được rồi và đọc rồi thì cô mới đồng ý là cái bài đó 5 điểm rưỡi. Chứ còn cô sợ là lộn phách này kia là sẽ thiệt thòi cho chị. Và không phải với chị Nhi đâu, mà với bất kỳ học sinh nào mà khi mà cô có cái điều nghi vấn thì cô cũng sẽ làm như thế. Các bạn thấy là qua câu chuyện của cô chia sẻ về một trường hợp của một người chị trên khóa của tụi mình á, thì các bạn thấy là cái tâm của người làm nghề giáo không cho phép mình lơ là hay là bỏ rơi học trò của mình, phải tìm đến nơi đến chốn vấn đề để mà tháo gỡ cho học trò mình nếu học trò mình gặp khó khăn. Tháng 6 này tụi em sẽ tổ chức ngày hội khóa 20 năm với chủ đề là ngày trở về. Thay mặt các bạn Ba Liên Lạc thì em cũng có lời mời cô, kính mời cô đến chung vui với tụi em trong ngày hội khóa này để cô trò mình cùng ôn lại những kỷ niệm của 20 năm. Nha cô. Rồi, cô cảm ơn em và cảm ơn các em rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Và chắc chắn là cô sẽ có mặt trong buổi cảm ơn cô rất nhiều đã dành cho tụi em một cuộc trò chuyện ngắn như thế này. Và chúc cô thật nhiều sức khỏe nha cô. Và rất là mong gặp lại cô trong ngày hội khóa của 20 năm. Rồi, chào các em.